một nhân vật rất là dễ thương. Mình thấy họ bán các cái mô hình và các cái móc khóa rồi cứ hướng với các nhân vật này, nhưng mà mình không xem hoặc của mình các nhân vật này, thì mình không biết nhân vật này tên là gì. Các bạn nhỏ hôm nay rất thích là nhân vật này bởi vì nó rất là nhí nhặn và dễ thương. Mình cũng hay thấy các cái video mà nó cắt kép hình nhân vật này, nhưng mà không đề cập tới tên nhân vật thì mình cũng không biết tên. Rồi, nó có sang màu xanh theo nó tới màu hồng nhé. Mình sẽ tới màu hồng đi nhé. Đấy, thì chỗ này chúng ta sẽ tới màu trắng nữa, hoặc là tô màu gì đó, hoặc là để màu trắng dưới một tô màu khác thì đấy. Nhưng mà nhân vật này nó sẽ màu là màu hồng. Như nhân vật này hơi nhỏ so với cái những cái mà mình thấy, biết có là nhân vật này không hay là đây là nhân vật thấy rất nhỏ. Mình sẽ tô thêm một ít này nhé. Mình khá thích màu đen này, màu đen này tô sẽ là màu xám, mình nó rất là đẹp. Cái quan trọng là cái mũi. Mũi nhân vật này chắc là mình sẽ tô màu đỏ. Mình cắt thêm được không? Có vẻ là xong rồi. Giờ mình sẽ tô một chút màu vàng, cái tô nóng. Có lẽ là xong rồi đấy. Chú gấu không biết tên nhưng mà rất là dễ thương, bình cô cũng khá là giống như này. Ok, tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn.